Thánh Maria Magdalena. Các giáo phụ đã tranh luận và các nhà chú giải vẫn còn tìm hiểu xem giáo hội có kính nhớ ba thánh nữ dưới cùng một danh xưng Maria Magdalena hay không. Người thứ nhất là một người nữ tội lỗi. Khi Chúa Giêsu vào nhà ông biệt phái Simon, một tội nhân vô danh đã được ơn tha tội. Nhờ tình yêu bà bày tỏ trong việc xức dầu thơm vào chân Chúa, rồi lấy tóc mà lau. Đàng khác, cũng chính việc thánh sử Luca đã nói đến Maria Magdalena được Chúa Giêsu trừ quỷ cho. Thánh nữ là một trong số phụ nữ đã đi theo Chúa trong các cuộc hành trình của Người, hiện diện trên đồi Canvê. Ngài cũng thuộc vào số các bà đem dầu thơm đến mộ xức xác Chúa. Ngài là người đầu tiên báo tin cho các môn đệ biết ngôi mộ trống. Trở lại mộ ngay sau đó, Ngài đã thấy và nói chuyện với các thiên thần. Sau cùng, Ngài đã nhận ra đấng phục sinh mà thoạt đầu Ngài tưởng là một bác làm vườn. Maria Betania là chị em của Marta và Lazaro, đã ngồi dưới chân Chúa Giêsu mà nghe lời Người, trong khi Marta bận rộn chuẩn bị bữa ăn. Thế mà Ngài lại là người chọn phần tốt nhất, phần chiêm niệm. Khi Chúa Giêsu đến cứu sống Lazaro, thánh nữ vẫn giữ một phần tương tự. Ngài ngồi tại nhà cho tới khi Marta kêu Ngài tới gặp Thầy. Ít ngày sau, Ngài đã xức dầu Chúa Giêsu. Mặc dù các sách tin mừng không đảm bảo đồng nhất ba khuôn mặt này thành một người và ý kiến các giáo phụ còn trái nghịch, nhưng giáo hội Tây Phương từ thế kỷ thứ 6 đã đồng hóa thành một người. Sự đồng hóa này được diễn tả trong phụng vụ. Với sự đồng hóa ấy, lòng đạo đức thiền diễn tả Thánh Maria Magdalena như một phụ nữ có mái tóc dài, được Chúa Giêsu tha thứ nao nức đón nghe lời Người. Bà đã được chứng kiến Lazaro sống lại, tiên cảm được về thảm kịch khổ nạn. Bà đã đổ dầu thơm quý giá lên chân Chúa Giêsu như một cuộc sức dầu cao cả. Hiện diện dưới chân thánh giá, bà sẽ được Chúa Giêsu thân ái gọi tên Maria buổi sáng phục sinh. Sau đó, người ta không nghe nói gì về Maria Magdalena nữa. Theo truyền thuyết, Ngài đã từ trần và được mai táng ở Ê-phê-sô. Năm 889, Hoàng đế Leo VI đã chuyển thi hài thánh nữ về một tu viện ở Constantinople.